Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong đêm nay thì tiếp tục suy yếu rồi tan dần và không có tác động tới thời tiết đất liền Trung Bộ. Những ngày tới thì khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nhiều. Trong khi đó Tây Nguyên thì tiếp tục có mưa nhiều do gió Tây Nam hoạt động mạnh. Dự báo ngày mai ở khu vực Trung Bộ chỉ có hai thành phố là Thanh Hóa và Vinh là còn có mưa ngắt quãng. Còn từ Đồng Hới trở vào đến Phan Thiết, trời sẽ chủ đạo là nắng. Một số nơi như là Đồng Hới, Đà Nẵng, Huế hay là Quảng Ngãi nắng nóng 35 đến 36 độ. Tại Bình Định dự báo là 7 ngày tới cũng đều có nắng đẹp, mưa có chăng chỉ xuất hiện thoáng qua vào chiều tối của ngày mai và chiều tối của ngày thứ bảy. Nhiệt độ cao nhất ở đây là 30 đến 34 độ. Kỳ Co là một bãi biển tuyệt đẹp, lưng tựa vào núi non hùng vĩ, nước biển ở đây màu xanh ngọc bích. Đây là địa điểm bất cứ ai du lịch đến Bình Định đều nên ghé qua. Không nắng nhiều như là ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhiều dài ngày do gió Tây Nam hoạt động mạnh. Chiều mai thì mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng, có những điểm mưa vừa và mưa to, cần đề phòng với dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Gia Lai đều có mưa về chiều trong cả 7 ngày tới và có những ngày có mưa to. Mưa nhiều nên nhiệt độ sẽ không vượt quá 29 độ, thậm chí là có những ngày chỉ 24 đến 25 độ, cảm giác se lạnh. Quý vị có kế hoạch khám phá thác Hang Rơi, ngọn thác có hình vòm với nhiều rơi trú ngụ, là địa điểm du lịch độc đáo tại Gia Lai. Quý vị nên đi vào buổi sáng khi mà thời tiết thuận lợi hơn, khi đó trời sẽ tạnh ráo và có nắng nhẹ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo là cũng có mưa về chiều trong cả 7 ngày tới và cần đề phòng ngập úng các tuyến đường trũng thấp do có mưa to dồn dập. Buổi sáng thì trời nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30 đến 32 độ. Riêng ngày thứ hai của tuần sau thì nhiệt độ có thể lên là 33 độ. Thủ đô Hà Nội còn mưa bất chợt trong 2 ngày tới và đây cũng là 2 ngày dễ chịu khi mà nhiệt độ cao nhất là 31 đến 32 độ. Các ngày sau thì dự báo là mưa ít hơn, lùi dần về chiều. Còn trong ngày trời có nắng nên sẽ hơi oi nóng với mức nhiệt cao nhất là 32 đến 33 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số điểm du lịch khác trên cả nước.